con của bác cảnh giác giùm tôi, nhà tôi nói hết, không có cho con em mình xin việc làm trên mạng, xin việc làm trên mạng trên Facebook thì nó quảng cáo là chuyện gì lương cao, nay bây giờ đi làm qua bên Campuchia làm mỗi tháng 1.000 đô 3.000 đô, nên con em mình cứ thấy những cái bạn bè rủ rồi trên Facebook nó rủ đi đưa qua cái khẩu điền chui và bánh, bây giờ bắt buộc bây giờ nó biết chưa chịu đổ tiền đó, nên gia đình thì rất là khó khăn, rất là đau khổ, làm mướn làm thuê mà giờ khó cày đi chỗ con đó, nên mọi người luôn chia sẻ giúp gia đình này, nên có đến các bậc cha làm mẹ làm ơn chỉ bảo con mình không nên xin làm trên mạng. Ở Việt Nam mình giàu hơn ở Campuchia, mà sao mà có Campuchia làm qua Campuchia là dụ lên máy tính để chi, để ngồi để trên máy để là lừa đảo người Việt Nam mình, là làm hàng này bán hàng online là một nè, làm nhiệm vụ nè, Lazada nè, chứng khoán nè, cờ bạc trên mạng, rồi mượn kỳ trên mạng đó, mượn kỳ trên mạng là cái đó là đau nhức nhối, mình đi mượn kỳ mà sao mình giống kỳ đó, mượn kỳ trên mạng, nên mọi người là vâng chia sẻ clip này để bà con cảnh giác, không có cho em mình xin việc làm trên mạng nha mọi người, để bà mẹ rất là đau khổ, giờ đến nhờ cầu cứu Hiệp Duyên Hải. Nói chung Hiệp Duyên Hải là cũng giúp đỡ phần nào chứ không có giúp hết, cứ ngày nào cũng cả trăm người đến giúp đỡ giúp cho hết nổi, có người về đi là đây báo án không kẹt xe, anh em cũng cho kẹt xe về đủ xăng về ăn uống này kia, nên mọi người cũng hiểu đầu tiên nãy nếu mà cho hết là tiền đâu mà còn giúp nhiều người nữa, còn đổ xăng để tìm người rồi tìm trộm cướp từ đường phố nữa, nên tôi rất là đau khổ. Mọi người hãy chia sẻ mạnh lên, tôi cho năm đặt cô là họ tên gì? Tôi tên là Nguyễn Thị Hậu, bà ngoại của cháu bé. Rồi cô sinh năm mấy? Tôi sinh 1963. Cô hiện nay ở đâu? Ở cô đã lớn lên Bình Chánh, Bình Hưng Bình Chánh. Bình Hưng Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh. Rồi bây giờ cô cầm trên tay tấm hình là ai đây? Một cháu ngoại. Cháu ngoại là họ tên gì? Mai Cảnh Tấn Phát. Sinh năm mấy? Sinh hai là mấy đấy, tay dẫn cái hộ khẩu con. Hai là mấy con? Hai là mấy? Mai Cảnh Tấn Phát. 26 tháng 1 2005. 26 tháng 1 nay 18 tuổi mấy tháng? 18 tuổi mấy tháng rồi. Nói chung là con em mình, cháu mình mời vì lương cao đó, thì bạn bè dụ dỗ, nó kết bạn Facebook rồi mất rồi, bây giờ mất bộ chiêu chuộc. Hiện giờ con em mình hiện giờ theo địa chỉ thấy là nó nằm ở thành phố Paris, Mumbai, lên đây lên đó cách 60-62 cây số đó, nên bây giờ nó bắt buộc chuộc. Hồi xưa thì tôi đi qua là cướp người được, mà giờ hết rồi, qua bên thì nó biết rồi, đúng như Kim Thái qua là bị cướp người thôi, nên bây giờ không có giúp được, giờ phải bắt buộc phải bỏ tại chỗ thôi. Nhưng mà bỏ tại chỗ mà không có nên tự động chuyển khoản, chỉ phải bắt kỳ khi nào mình gặp con em mình rồi xong rồi mình mới đưa tiền hay chuyển khoản qua rồi mới đưa em về, chứ nhiều người họ chuộc họ đưa chuyển khoản tự động chuyển khoản là bắt kỳ. Nên mọi người có cái cầu cứu con em bị bán qua Campuchia thì điện thoại cho Hiệp Duyên Quỳnh Hải để giúp ha, giúp miễn phí một cái bạn hết rồi. Nói chung ra như vậy, nên bây giờ gia đình rất là khổ đau, có ai ủng hộ dũng hậu ha, cho mọi người có chia sẻ. Bây giờ nói chung là cô là bà ngoại phải không? Rồi ba mẹ nó đâu? Ba nó bỏ nó hồi nó có lưỡng chững là mấy tháng đó. Ba nó bỏ rồi hả? Ba nó bỏ đi xem vợ khác. Rồi. Giờ hai chị em nó ở quê nuôi má nó có chồng khác. Rồi. Và bây giờ nó lớn rồi nó biết đi làm, bạn bè rủ với em đi. Rồi. Thì nó làm nó kiếm nó sống. Rồi. Tôi thì lên máu cũng máu hoài. Rồi. Nghe cái tin này mấy bữa nay cũng không ăn không ngủ được. À. Chú Minh Hải đâu mà muốn giúp cho cháu nó về. Nó qua đó bao lâu rồi? Qua 15 tỷ, 2 tháng. 15 tỷ, 2 tháng hả? 2 tháng. 2 tháng? Ơi chết, thật đau quá mà con ơi. Bà con phải chia sẻ bà ngoại giờ là ba đừng bỏ còn mẹ đâu. Mẹ nó thì bố gia đình khác rồi. Mẹ có nhà nhỏ rồi hả? Tụi con nhỏ mới sinh 2 tháng, mẹ nó cũng bị sao nào luôn. Đau khổ quá mọi người, rất là đau khổ. Hiện nay có nhiều gia đình, bây giờ có nhiều gia đình con em mình qua trong kia tự động chứ không phải chỉ phải tiền mất tiền luôn. Tôi nhiều cái biết ơn chú Hải giúp đỡ người ta, anh em cũng mong mong mê cho tới đây nhờ đỡ chú giúp đỡ dùng cho cháu nó thôi. Con người ơi, rất cảm ơn tất cả anh em đồng đội hiệp sĩ. Bà con có đợi chia sẻ mạnh đâu mọi người.
rồi đó, chị sẽ mạnh lên. Thế là đau không? Bây giờ đỡ 3 vết một bài, thành phố 3 vết một bài. Rồi, cô ơi bây giờ này, cô cho con xin phép cho con hỏi cô thế này nhé. Rồi cháu cô là năm nay là 18 tuổi đúng không? Dạ. Yeah. Vậy là cháu cô trước đây làm công việc gì? Thì tự mình tự sống đi, bà ngoại không có cần nuôi bà ngoại nữa. Xin miễn có ngày hai cửa cơm ăn, rồi còn dư tiền để bỏ túi rồi cũng sắm ăn sắm mặc cái gì sắm cho có người ta. Thì nó dốt mà đâu làm xí nghiệp công nhân được. Giờ cứ cũng làm thì sao biết bạn bè vũ về sao mới đi để chốn mới đi nhà cậu ai. Đi lâu chưa cô? Còn 15 tây này là 2 tháng. Cô cho con biết này, hiện nay là theo thông tin cô biết rằng là cháu của cô đi đâu và làm gì? Sao chú? Cháu cô hiện nay là cô có biết là nó đang đi đâu không? Nó nói là nó làm gì mà cũng là trước khi đó nó nói là cho nó 20 ngàn, nó qua nó học uy tín gì đó, nó qua bệnh viện nó đánh máy, học đánh máy. Giờ nó qua bệnh chắc nó làm trong cái khu đó, là nó nói là cũng ở trong cái chung cư đó, cũng ngăn từng phòng rồi làm tăng ca gì đó. Thì giờ làm cái năng suất của nó là làm không có đủ tiền để cho người ta thu nhập vô hay gì đó không biết nữa. Thành ra giờ người ta đối xử qua cái cảnh khác. Cảnh khác là đối xử cái cảnh gì? Cô đánh đối xử cụ thể là cảnh gì? Bán ngoài chỗ nào nữa đó. Bán cháu cô luôn hả? Đó, bán đi đâu? Nó nói là 15 tây này là mới biết quyết định bán nó đi cho cái chỗ đó, là bán chỗ khác. Bán này lên giá, bán lên giá. Rồi cô cho con biết này, cháu cô là con ngoan không? Dạ. Cháu cô con ngoan không? Nó con ngoan không? Nó không muốn quậy phá, không muốn chết gì chơi á. Rồi thế hiện nay là gia đình mình là cháu cô là có thông tin là bị chuộc hay gì không? Không có trộm cắp, không có gì. Không, nó có chuộc tiền không? Đòi chuộc tiền không? Nó nói là người ta đòi tiền chuộc cái gì đó mà anh giờ biết nhà bà quậy với mẹ khổ. Không có tiền mà con dám nói quậy nghèo bị bệnh. Nó tâm sự với mẹ đấy, rồi mẹ nó mới phát bệnh lên. Giờ mới xì vậy tôi mới biết. Đấy, đòi chuộc nhiêu cô biết không? Nó nói khoảng 30-40 triệu gì đó. Sao nãy nó 50 triệu mà? 50 triệu là người ta nói là qua đó là giá 50 triệu đó, chứ không có ít đâu, là người ta hù là nó nói. Mà nó nói chắc cũng khoảng 40 triệu. Bây giờ này, anh em thì giúp thì nhưng mà nó tùy trường hợp. Cái trường hợp này một là cháu cô phải dám trốn ra ngoài, anh em sẽ đi giúp về. Chi phí là anh em lo hết. Thế không bây giờ mà cháu cô không trốn ra ngoài mà buộc lòng người ta nhốt rồi, là chắc chắn gia đình mình phải chuộc. Nghe? Bởi vì bên đó người ta nhốt, nó mình nói thẳng là buôn bán rồi. Nghe? Chứ không phải giống như ở Việt Nam mình đâu. Ở bên đó cũng luật lệ gì hết á nhá. Nhốt mình không chế mình, bây giờ thì gia đình mình có tiền không? Gia đình thì cũng đã sống mơi, chạy được cơm, chịu chạy được cơm thôi chứ không có tiền. Chạy được nhiêu rồi? Đâu có tiền sẵn ở nhà. Thế bây giờ nếu mà không có tiền ấy. Bây giờ nếu không có tiền thì cháu cô thì người ta bán chỗ khác thì cô có sợ mất cháu không? Sợ mất mới đi cầu cứu mấy chú giúp đỡ giùm. Cứu cho cháu nó. Thế bây giờ này, cô đến giờ phút này cháu cô là trong thời gian vừa qua là có sống chung với cô không? Nhỏ lắm. Ồ vậy hả? Bây giờ này cô hãy nói điều gì đó để cho các cô chú anh chị hoặc để cho cháu cô xem được video này, cháu cô hãy cố gắng hết sức để bình tĩnh, để chờ anh em chị Bình Dương tìm cách để giúp cháu cô về trở về nhà. Bởi nếu không là cháu cô trong thời gian vừa qua thì nói thật là trong video này anh em nói những từ nhạy cảm không được nhá. Bởi vì trong thời gian vừa qua rất nhiều, con nói thật đấy, rất nhiều người đã phải trở xác về nhá, thực sự rất tội nhá. Cô ấy nói điều gì đó tình cảm và để cho cháu cô xem được nhá. Rồi cô lên tiếng đi. Kính thưa quý ông bà của bác, hỏi trong cái mạnh thường quân phải giúp đỡ cho tôi hả, cho tôi chuộc cháu tôi về. Tôi khổ quá, tại tôi nay cũng 60 ngoài giờ, tôi không có làm gì đâu, khi đồ đi bán giấy số cảm chân nó nhích đi cũng không được. Nhà chỉ áo thôi. Mong mong bà của bác có giúp đỡ giùm đứa hoàn cảnh gia đình đứa tôi để cháu mới về trong Việt Nam này. Rất là mong ơn quý ông bà. Rồi bây giờ này, cô hãy nói điều gì đó để cho cháu cô xem được, cháu cô hãy bình tĩnh để chờ gia đình tìm cách hoặc là các anh em đây tìm cách để giúp cháu cô trở về nhá. Rồi cô lên tiếng đi. Nói với cháu cô ấy. Con ơi con có thương bà không? Sao con lỡ con đi mà con không lên tiếng, con không nói chuyện cho bà biết nhá. Nếu mà đi mà nó thông báo với gia đình mình thì bây giờ nó không chuyện rồi, nhưng mà bây giờ mình nói chuyện như vậy để cho cháu bình tĩnh nhá. Con ơi con hãy bình tĩnh, bà thương con, gia đình thương nhiều lắm nhá. Nếu con xem được hay con tranh thủ con xem được nhá, thì con cố gắng bình tĩnh để chờ bà tìm cách bà giúp con, bà cứu con nhá. Đó mình gọi tên đi, gọi tên cháu đi cô.
Bin ơi, ngoài này đến đến chú Hải nè, chú Hải hiệp sĩ Bình Dương nè, cổ vũ cho con dáng bệnh bình tĩnh, đừng có hả manh động những cái chuyện gì ngu dại cho người ta đánh đập con, để từ từ cái chú giúp đỡ cho con về ngoài cho Bin. Hoàng nó có nhà nhiều khi vẫn có 20 ngàn là quay đi mua thuốc quay uống đi. Nhờ lúc này nó đi nó ông tổng nó cũng đòi nhà nó tự động nó đi nó bỏ ngoài nhà đó. Mấy bữa nay nghe xin thì quay ngủ ăn nó ngủ yên mà con cũng dám con ngàn tâm đi thì quay cũng đi cầu cứu mấy chú giúp đỡ những đêm con về. Thương quá, rồi anh em sẽ tìm cách chúc nha. Tội nghiệp quá của chú chị. Chờ mấy chú bác nội nó bỏ nó mới biết bò đó. Mưa lớn thì mới biết lẩm đẩm. Mẹ nó về, chứ giữ mẹ đi làm mướn công ty phụ nuôi hai đứa nó. Tội quá trời tội luôn. Giận là làm á, ngủ cái này kia nó chứ cũng đâu có bỏ nó được đâu. Quá thường luôn. Rồi từ từ anh em sẽ tìm cách giúp cô nhé. Cảm ơn mấy chú nhiều. Dạ. Rồi cố gắng bình tĩnh đi nha. Rồi bình tĩnh anh em giúp. Bà con bác cầm hình lên. Cố đội di sĩ đừng thấy tội bằng mạnh quá. Cố thấp hình xuống xíu. Thấp thấp đúng không? Rồi. Dạ đây câu chuyện thực sự đau lòng các bạn. Không sống có mình rồi ngoài cũng có chồng con luôn đúng không ngoài. Nó cũng đâu có ông ngoại cũng đâu có lo lắng gì đâu. Yeah. Ngoại cũng bỏ mấy chục năm nay rồi. Tội quá trời tội luôn. Nói chung là chưa có câu chuyện nào tội như cái này. Thật sống vậy với mẹ con nó về lớn lên. Nó thấy khổ cái chồng nó đi làm mà vô cuộc thì hại thân nó chứ. Quá tội nghiệp luôn. Chị nói là giờ lớn rồi. Trưởng nào mà có giấy chứng minh rồi thì đi kiếm công ăn được làm. Đặng mình có giấy tờ đầy đủ làm đi làm cho da mặt với người ta mà người thanh niên trở thành thanh niên rồi. Ngày ai bữa cơm thích thì về nhà ăn, không thích thì ăn ở ngoài đường, cá thịt cũng ăn, muốn đồ cái dĩa ăn đi. Lo nó vậy mà nó đâu có biết đâu, giờ hôm nay nó còn làm cái gì nè. Để cái thằng vô chứng minh đi, đi mà còn sợ người ta không tin, mới đem chứng minh, đem hộ khẩu theo cái đầy đủ. Bà con có lợi chiến sĩ dùm mọi người, làm ơn chiến sĩ dùm công ơi, làm ơn chiến sĩ dùm. Bà con có lợi tội bà ngoại quá. Ok nè. Đó là đau khổ bà ngoại ơi. Đau khổ quá bà ngoại. Đau bao đau khổ quá. Bây giờ nhà khổ nè, bây giờ bà ngoại nhà làm gì? Tội nghiệp quá. Ngoại nhà thì quanh quẩn trong nhà mấy đứa cháu nhỏ nhỏ đó. Gần ngó cho mẹ nó đi trước. Con chị đi học thì lên đi xuống thôi. Đứa học lớp 3, ô đứa học lớp 5, đứa học lớp 6 gì đó. Bà ngoại giúp cho mẹ ơi. Rồi chỉ nhà trong ngó thì mấy đứa nhỏ mẹ anh bà mẹ nó hả đi mần thì cơm gạo hàng ngày vậy đâu có chi được số tiền mà bật chục triệu. Mẹ nó nghe cái mẹ nó cũng bị bệnh luôn, đẻ mất 2 tháng. Rồi cô cho con biết à, cô cho con biết là họ tên cô đầy đủ là gì cô? Cô tên Nguyễn Thị Hậu, năm 1963. Cô hiện nay đang sinh sống tại đâu? Tôi sinh sống tại Bình Hưng, Bình Chánh. Bình Chánh ha. Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh phải không cô? Thành phố Hồ Chí Minh. Ồ. Rồi cô là hiện nay mình đang sinh sống bằng nghề gì cô? Cô thì chẳng chân cô bị viêm đa khớp đó. Ồ. Chứ cô quần quần trong nhà hả thôi chứ cô không có làm gì, dòm ngó và cô nước mấy đứa nhỏ phụ nó thôi. Dạ, bây giờ cô cho con hỏi này. Hôm nay cô đi cùng ấy, đây là thanh niên này là ai? Là cháu rể, cháu ngoại luôn. À, cháu ngoại. Ê, còn là cô về đây nhờ anh em bác sĩ Bình Dương là tìm cháu nào? Dạ. Cháu nội hay cháu ngoại? Cháu ngoại luôn. Tìm cháu ngoại luôn. Vậy ba mẹ đâu rồi cô? Ba nó bỏ nó hồi nhỏ, giờ mẹ nó hả thì giờ có chập nối đó. Giờ có con khác cũng vẫn ở chung một nhà, nhưng mà thằng này nó tự đi làm, nó muốn đi làm rồi đâu ý nó đó. Vậy cháu cô trong thời gian vừa qua là có gửi ít tiền nào về cho gia đình mình không? Không. Không có luôn hả? Cháu cô trước đây là cái thời điểm mất tích nhà cháu cô đi làm công việc gì? Nó ở nhà nhiều khi tối á, rồi ba bốn đứa rủ nhau đi xiết lửa á. Đi xiết lửa ngoài đường á. Ồ. Mấy cái ngã tư xe rồi đó. Rồi xong xuôi cái nó có tiền giờ sáng nó về nó ngủ, nó ngủ rồi nó dậy nó ăn xong cái chuyện 6-7 giờ đó. Ba bốn đứa cũng đi xiết lửa vợ ngoài đường, ta dọn dẹp mấy cái khúc bây giờ. Không có làm được, mấy cái nó nghỉ vô nó xin bán quán cà phê một vụ buổi sáng.
quán ăn đó, điểm tâm sáng đó. Giờ tới 2 giờ, từ 5 giờ sáng tới 2 giờ chiều rồi nó về, nó cũng ở nhà, nó ngủ ghê vậy thôi. Cháu cháu cô ở nhà có ngoan không? Ngoan, nói gì nghe đấy, đôi khi nó khỏe, nó biểu nó mận gì, nó mận lâu nha. Vậy là cháu cô mất tích thì đến giờ phút này bao nhiêu thời gian rồi cô? Gần 2 tháng rồi. Gần 2 tháng luôn hả? Thế hôm cháu cô đi là đi bằng mang theo những gì đi, cô biết không? Thì nó có xách cái ba lô, bỏ mấy cái quần áo vô, nó cũng đi làm như vậy thôi, chứ đâu biết đi làm gì nữa, mày đi đâu. Có người ta quay rước con, nói vậy đó. Vậy là con người ta rước, thì cô, cháu cô có biết là đi làm việc nhẹ lương cao không? Không biết, nhưng mà trước khi, lúc trước đó, có cái tin ở trên đài, tôi coi nè, tôi nói đừng có nghe lời ta, thì đi chết xứ người. Bây giờ cái gì cái ở đây cũng dễ đó, mình đi bán cà phê. Ở đây có bà, có cháu ha. Đó, nhưng mà chắc nó nghĩ là ở nhà nó không có tiền bạc hả, nhiều hay sao rồi, nó nghe lời bạn bè nó đi, bạn nó rủ nó đi. Bạn nào, cô có biết bạn không? Có thằng nó lại nhà. Bạn ấy ở đâu rồi? Thằng nó giờ không biết cái đâu luôn nữa. Rồi. Cũng trang lưới với nó à. Ồ, người bạn giờ cô có biết nhà không? Không, bạn bè nó đi chơi chung, rồi nó xít lửa chung vậy đó. Vậy giải tán cái vụ xít lửa rồi, bắt đầu nó mới đi làm cái vụ này, nó đi làm đó. Dạ. Cháu cô đi là có đem theo điện thoại hay là gì đi không? Như điện thoại và anh ta không cho xài á. À. Đôi khi nó gửi ra anh cũng chưa. Điện thoại của bên xài rồi, điện thoại của anh ta không mà nó ăn cũng chưa, nó nhảy vô cái lép vậy đó. Nó nghĩ nó vừa ăn, nó vừa bấm điện thoại, nó nhắn tin vậy thôi. À, vừa nhắn cho gia đình nha. Chứ nó không có trực tiếp được nhiều. Nó sợ camera quay á, giờ liên hệ bể ổ của cháu cô đi hôm đó là đi bằng cái gì, ai chở đi? Xe hơi lại rước mà em không biết cái xe số mà số số 60 nhưng mà không rõ số 60 là biển Đồng Nai ha. Rồi. Nhưng mà đi chở đi một bạn cái ngoại mới điện em là sĩ ơi giờ pin nó đi rồi đó, giờ con không biết nó đi với ai, con chạy theo coi mà em trong khi đó là em đang chạy xe ôm dòng hàng bằng app và Lamu. Em chạy xe công nghệ không mà em không có thể tiện đường ở dưới nên không có chạy lên coi được, nên mong nhờ mấy anh mấy chú ở trong đội thực sĩ giúp gia đình con em về. Ở đây là em đủ của em hả? Em vợ hả? Thương quá nhờ. Thương quá. Anh này giờ thì nó có vợ, nó lấy chị của đồng đồng bác đi á, thì nó cũng có con nhỏ. Quá thường rồi. Vậy là trong xóm mà hiện nay cô đã báo trình báo cơ quan công an chưa? Báo ai chưa? Báo đi xem nào nhá. Cho em con nào bán rồi. Đấy về trình báo đi nhá. Thì anh em nó có hướng một chút được. Chính ông thầm mà đi tìm mấy chú giúp thôi, không có báo qua địa phương. Phải báo đi, nay về báo đi nhá. Để cơ quan công an người ta biết nhá. Đó là gì quá. Đấy lúc trước cô có cảnh báo cháu cô là đừng có đi, đừng có bỏ bà vào. Có. Thế bây giờ này cô ấy nói gì, cô nói con ơi con sao con lỡ con bỏ bà yêu con nhiều lắm, bà nuôi con từ lúc mà biết bò. Đến giờ phút này là con 18 đôi 10 rồi, con lại xa bà, con cứ quay trở về đi. Mình nói chuyện đi. Biên ơi, giờ tôi nhắn con quay về với bà đi, sống với bà con đi ở đường nó không biết bao giờ cô ấy chết. Không biết mặt con đi Biên, tại sao con bỏ hoài cũng đi, bỏ mẹ cũng đi, bỏ em cũng đi à. Chồng gì đó nhà cũng có cơ quan sáng ăn chiều cũng bỏ hoài cũng đi làm cho cổ biết hoài bình mà cho cô cũng làm cho hoài bình đi nhớ mi là cũng nhắn con yên tâm đi chờ ngày con cứu cho con về chứ con đừng có làm những chuyện dại dò mà chốt giờ người ta bắt được con quýt cũng chết được không. Tội quá trời tội, thường quá trời thường luôn. Anh Hải bây giờ cái trường hợp này làm sao? Qua đây qua đây. Trường hợp này bây giờ anh em phải dừng coi ai mà có đồng không công thì giúp giúp đỡ cô để đưa cô để về, bởi vì hiện nay là bây giờ là gia đình mình vô cùng khó khăn mà chắc chắn là phải chuộc rồi đúng không, chứ bây giờ mà để gọi đi sang để đưa về thì dễ dàng, thì chắc chắn là cái điều đó khó xảy ra rồi đúng không cô? Thường quá trời thường luôn. Mình lúc trước sang mình cũng liên tục mỗi một bữa ăn ấy mình trò chuyện với cháu đi. Con ơi con bây giờ là người ta đưa đi cho cái việc nhẹ lương cao, người ta dụ dỗ nhiều lắm con. Mình sao mình không nói? Đôi khi nói với con á, thì con cháu nó hồi quậy âm đi. Cũng mặn sống được, con biết mà. Nó nói con biết mà, chúng nó vậy trả lời. Cháu cô có thông minh không? Nó cũng thông minh lắm. Thành ra nó âm thầm, nó điện cho mẹ, nó biết mà nó còn giận tưởng có quậy e nữa mà. Nó giận tưởng tôi biết lắm.
ham là việc nhẹ lương cao ở đâu ra mà có lương cao cô chú anh chị. Đó, lương ở đâu mà cao? Người ta làm tổng giám đốc bây giờ lương đôi củ đôi chục à? Đúng không? Tôi cũng chẳng coi những cái cô chú Hải đặt ra là tôi cũng biết rồi, tôi cũng ngừa ngẫm rồi. Anh nói là tối canh đi chơi về, nó nói là đi chơi là nhốt vào sân nha, ngủ ngoài đường nha. Thì nó đi về, đi về, nó không dám đi đêm, nó không dám đi chơi khuya. Thổ ngủ quá con cái gác ngủ mạnh động. Vậy cháu có đi thường thường là trước đây đi thường thường mấy giờ đêm về? Nó đi chơi 8 đến giờ về, hoặc thì mét đánh ra cái gì đó đánh liên quân gì. Vậy là cũng có thường xuyên in, internet cũng bấm 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 đúng không? Cái bên nhà, tại vì cái tiệm ở cái bên nhà đó nó qua chơi tắm. Cứ bấm 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 bây giờ thành nỗi lòng cái này. Thì đi làm mua được cái điện thoại là tối nay nhà nó chơi, nó không có đi nữa. Nó nhà nó bấm chơi, nó không có qua tìm mét nào. Vậy ba mẹ nó đâu cô? Ba nó bỏ nó hồi nó còn nhỏ xíu à. Em mẹ đâu rồi? Mẹ nó thì hả, lập gia đình khác đó. Mẹ lại lấy ông khác rồi. Mẹ ở chung với nó luôn. Mẹ ở chung hả? Ở chung luôn. Ồ, thế còn ông Dượng đâu? Ba Dượng nó nói chung, tại tôi ba Dượng nó cũng chặt đe, tôi nói thôi con, ở đây á, không được, ổn lắm. Đừng có đánh đập, đừng có la dày nó làm gì nào để cho nó tự sống đi. Ví dụ là nó ở riêng á, thì nó đánh tôi không nói, còn ở chung với tôi rồi, còn mày để cho ba ghẻ đánh đi kia nọ. Thì thằng này nó nói thôi, giờ mẹ nói vậy thôi, thành ra giờ có điều á, thì cũng quan trách là tại ngoại dinh dưỡng, cũng có. Thì mình sống lớn giờ mình cũng sợ một phần nó bậy ta không thấy. Nhưng mà cái đánh là cha ghẻ mà đánh con vợ á, thì nó lên tiếng thì phải mang tiếng tội nghiệp nó. Thành ra tôi nói thôi, bây giờ con mày đẻ thì mày dạy bọn thằng mày đẻ đi, dù sao nữa thì tao nói từ từ, không có cho nó đánh thằng này, chỉ la nó thôi. Cũng như là mày đi mày báo bà bậy mà tối không về cho bà bậy ngủ thì chỉ có la nó vậy thôi. Chứ còn cha bây giờ con hỏi cô này, bây giờ gia đình mình có gì để bán được không? Không, có cái gì bán được, có giá trị không? Có cái nhà mà nhà của ông cố nó để lợi. Bán đi, bán đi để cứu không cháu về. Cái nhà đấy nhà thờ của mấy ông mấy mấy. À, bây giờ mình cũng phải bán, một là bán một là mất nhà mà hai là mất cháu. Bây giờ cô có hai quyền lựa chọn. Cái nhà này là nhà của ông mấy ông anh tôi làm nhà thờ để tôi ở là đỡ tốn tiền mướn. Ồ. Ở dưới nhà. Dạ. Đó thì giờ cũng đâu có đứng giấy tờ đâu mà bán được. Quá thương luôn. Nhà của cha mẹ chết để lại cho con trai đó. Thế bây giờ con gái cô có biết là con trai đi ham việc nhẹ lương cao mà giờ bị tóm không? Nó đi xong rồi nó mới điện về nó nói. Thế mà con gái cô nó, con gái cô sao tại sao hôm nay không về đây? Nó đẻ 2 tháng mà nó nghe. Con gái cô nhiêu tuổi mà lại đang đẻ 30, rồi? 36 tuổi. 36 là con lại năm nay 18 20 rồi hả? Ừ, hồi đó nó có chồng sớm. Giờ bắt đầu nó nghe. Con gái đẻ lâu chưa mà lại không về đây? Nó bị nghẹn á, nó bị sao máu thận hậu của nó nghe tính sốc nè. Nó lúc trước là mẹ này không biết được dạy con nên để cho con nó đi như vậy nguy hiểm quá. Có bữa đợt đó là gia đình cũng có răng đe dặn không có phép đi đâu, cho đi đâu, nó đi làm cái chút đi thôi, chừng nó đó. Đi đâu hết. Con này là nó này nó lên đài, nó lên điện thoại, nó gì nó liên hệ sao đó, giờ nó đi đến chỗ nhà không ai biết chứ. Rồi anh em cho cô gia đình mình tính nhá, để anh em sẽ tìm cách giúp nhá. Dạ. Dạ, kính thưa cô chú anh chị, nếu ai mà có lòng hảo tâm thì có thể giúp đỡ gia đình cô. Gia đình cô cho phải nói là vô cùng khó khăn, thực sự là rất khó khăn cô chú anh chị. Khó khăn quá trời khó khăn luôn, tội nghiệp lắm. Cháu về. Rất tội nghiệp cô chú anh chị. Đó, nói chung là không ai, không ai, không ai mong muốn là như vậy cả, nhưng mà thực sự là tội quá. Cảm ơn mọi người. Dạ, cảm ơn mọi người. Tội nghiệp quá cô chú anh chị.